Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Điện Biên nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá năm 2021. Bưởi diễn bén duyên trên đất Vũ Quang, Hà Tĩnh. Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4 tháng 1. Gần 400 triệu đồng giám định gỗ vụ phá rừng ở Quảng Trị. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên dự ước đạt hơn 12.470 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm 2020 và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng trong số 9 tỉnh, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng với mức tăng trưởng khá so với năm 2020. Trong đó, xây dựng công nghiệp tăng trên 11% là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung của kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 4,3%, tổng đàn gia súc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số cây công nghiệp chủ lực bước vào thời kỳ kinh doanh có mức tăng trưởng khá về năng suất, sản lượng như cao su, mắc-ca. Lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại từng bước được phục hồi, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 16.140 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2020. GDP bình quân đầu người ước đạt 34,5 triệu đồng một năm, tăng gần 4% so với năm 2020. Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Từ tháng 12, hầu hết các doanh nghiệp, chủ lao động đã tăng tuyển lao động thời vụ để hoàn thiện các đơn hàng đã ký kết. Ngoài ra, nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ tăng tuyển dụng các vị trí làm việc xuyên Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, biển tuyển dụng đã treo hơn một tháng, nhưng chủ lao động vẫn không thể tuyển người, nhất là lao động thời vụ. Cửa hàng này kinh doanh về đồ trẻ em đã nhiều năm và có hai cơ sở. Dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều lần doanh thu bị giảm sút, trong đó phải cắt giảm nhân viên. Tuy nhiên, quần áo là một trong những mặt hàng thời trang mang tính thời vụ, đặc biệt vào dịp cuối năm số lượng đơn hàng tăng cao, khiến thiếu người làm. Mặc dù treo biển tuyển nhân viên đã hơn một tháng nay nhưng vẫn không có hồ sơ đến xin việc. Mọi năm thì chúng tôi thường tuyển nhân viên thời vụ, chủ yếu là những cái bạn học sinh sinh viên. Nhưng mà năm nay thì cũng thật sự rất là khó để tìm được một cái lao động thời vụ nhanh nhẹn và biết sử dụng công nghệ, bởi vì những cái đối tượng đấy thì hầu như đã về quê chắc phải được hơn một năm nay rồi. Theo thông tin tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, từ tháng 12 nhu cầu tuyển dụng đáp ứng các đơn hàng dịp Tết tăng khoảng 15-20% so với các tháng trước. Dù nhu cầu tăng cao nhưng hầu như người lao động không mặn mà tìm việc. Trước thực trạng trên, giới chuyên môn dự báo thị trường lao động thời vụ trong tháng 1 năm 2022 nói riêng và quý 1 năm nay sẽ còn thiếu hụt. Nguyên nhân là do ca nhiễm COVID-19 tại các thành phố lớn đang gia tăng. Sinh viên vẫn tiếp tục học online, vì vậy các chủ doanh nghiệp cần chủ động, linh hoạt đưa ra các giải pháp tự chủ nhân lực thay vì phụ thuộc vào lực lượng mới. Họ đang phải tìm mọi cách để huy động cái lực lượng cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp làm tăng ca thêm giờ, cũng như là kêu gọi và tuyển dụng một cách cấp tốc những cái lao động mùa vụ với cái mức lương nó có thể là hấp dẫn hơn, cũng như là đáp ứng được những cái yêu cầu mà không cần đòi hỏi cái trình độ đối với cái lực lượng lao động mùa vụ. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán thiếu hụt lao động, nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại phương án sản xuất, giảm bớt các khâu không cần thiết, dừng sản xuất các mặt hàng không thiết yếu hay các mặt hàng được dự đoán sức mua sẽ giảm dịp Tết để tập trung cho các đơn hàng có sức mua lớn và đơn hàng xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo cùng với việc thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19, dịp Tết Dương lịch năm nay, tỉnh Lâm Đồng đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, thưởng lãm sau khi trở lại trạng thái bình thường mới. Nhìn chung, các khu du lịch và dịch vụ ăn uống, thương mại thu hút đông đảo du khách. Theo thống kê sơ bộ của ngành du lịch Lâm Đồng đã đạt và vượt con số 60.000 lượt khách vào dịp Tết Dương lịch. Đối với các điểm tham quan du lịch, tuy chưa hoạt động trở lại 100%, nhưng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn của du khách và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các cửa hàng đều có quét mã QR để cho du khách khai báo y tế. Đây cũng là khuyến cáo chung của thành phố Đà Lạt để tăng cường công tác quản lý dịch trong dịp lễ Tết. Những cái điểm du lịch thì mọi người cũng ai cũng phải mang khẩu trang. Chung là mọi người đã có ý thức tốt trong cái việc phòng chống dịch rồi. Thì bản thân em thì em cũng chấp hành đúng cái quy định của phòng chống dịch như là đeo khẩu trang. Em rất là yên tâm khi mà em có những cái ngày nghỉ ở Đà Lạt. Theo đó, thống kê
Tết năm nay, số lượng các nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho thuê đạt công suất khoảng 60%, công suất các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 85-90%. Lượng khách tăng đột biến không chỉ bởi đây là dịp nghỉ lễ cuối năm mà còn là cuối tuần. Giá phòng tại các khách sạn, đơn vị lưu trú chỉ tăng giá nhẹ so với ngày thường và các quy định phòng dịch được triển khai chặt chẽ nhưng thủ tục đã được thực hiện nhanh, gọn, hợp lý. Bên em và với khách mà đến với khách sạn thì khuyến với khách ở vùng đỏ, vùng cam thì bắt buộc phải có giấy test. Ngoài ra thì khách phải có là giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine với là cung cấp được là mình đi từ đâu tới đâu, còn phương tiện gì. Nhiều du khách đó là họ muốn test luôn á. Họ muốn test luôn á để họ biết là họ đang ở đâu, họ đang ở khúc nào. Đó, còn có nhiều khách thì nhất quyết là không chịu test. Mấy khách đó thì mình từ chối nhận, mình không có nhận. Với chủ trương mở cửa đón khách du lịch trong trạng thái bình thường mới dựa trên các tiêu chí an toàn trong hoạt động đón tiếp và phục vụ du khách, cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách, người dân thành phố du lịch đã mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, an toàn và hài lòng với các dịch vụ. Phát huy lợi thế đất bãi bồi ven sông, những năm qua người dân xã Ân Phú, huyện Vũ Quang đã tập trung phát triển cây bưởi diễn. Đây là năm bưởi diễn được mùa, hiện người trồng bưởi đang tập trung thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Gia đình ông Trần Văn Mão có 100 gốc bưởi diễn với khoảng trên 12.000 quả. Năm nay bưởi được mùa hơn so với các năm trước. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua giảm, giá cũng thấp thua hơn. Nhưng mỗi ngày, ông Mão cũng đang cố gắng xuất bán số quả đã chín, đồng thời chăm sóc số quả xanh để phục vụ thị trường Tết. Có dịch bệnh cho nên là người mua cũng ít đi, giảm đi cho nên được mua thật, nhưng mà lại giá hơi thấp. Thành thế tôi nghĩ đang làm vườn mẫu đấy này, có đường cùng mẫu cùng dân cứ thành công thấy đẹp. Thành thế tôi sẽ đẹp cái đã, rồi cái Tết chạp Tết nó có lên giá tôi bán luôn. Đất bãi bồi ven sông khá phù hợp để phát triển bưởi diễn, nên những năm qua, diện tích bưởi diễn ở xã Ân Phú, huyện Vũ Quang không ngừng tăng lên. Hiện toàn xã có khoảng 80 hectare trồng bưởi diễn, trong đó hơn 60 hectare đã cho quả. Năm nay thời tiết thuận lợi nên bưởi đậu quả cao, sản lượng ước đạt hơn 80 tấn, cao hơn năm ngoái gần 25 tấn. Nay thì bà con nhân dân cũng đang tích cực chăm sóc để rồi đón đầu một cái mùa xuân sắp tới, là hy vọng là cái giá cả của cái bưởi diễn này nó cũng sẽ là được cao hơn. Đấy, và cái sản phẩm này thì chắc chắn rằng trong thời gian tới sẽ được quảng bá thương hiệu nhiều hơn, vừa làm cho cái cảnh quan môi trường vừa xanh sạch đẹp nhưng cũng vừa tăng thu nhập cho người dân. Bưởi được mùa nhưng giá thấp hơn nên năm nay niềm vui của người trồng bưởi diễn ở xã Ân Phú chưa được trọn vẹn, nhưng với năng suất cây bưởi đang tăng cao qua từng năm, nhất là với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong kết nối tiêu thụ sản phẩm, người dân ở đây đang yên tâm để trồng, chăm sóc và phát triển cây trồng này, đưa bưởi diễn trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có nhiều giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt OCOP cấp tỉnh. Đến nay huyện đã có 11 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận OCOP, trong đó có 8 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm từng bước khẳng định chất lượng hàng nông sản địa phương. Hợp tác xã nông sản Toàn Phát ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu hiện đang phát triển các sản phẩm nông nghiệp sấy khô, sấy dẻo như long nhãn, hạt sen, khoai lang, chuối mít. Năm 2019, hợp tác xã đăng ký tham gia các sản phẩm OCOP. Trong quá trình thực hiện, được huyện tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục, đồng thời có cơ chế hỗ trợ để đầu tư phát triển hệ thống. Từ hỗ trợ của huyện và các cấp, hợp tác xã đã tập trung phát triển hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, tem nhãn, chú trọng quảng bá sản phẩm và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay đã xuất bán được khoảng gần 30 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Để duy trì các sản phẩm OCOP của hợp tác xã thì chúng tôi cũng là chú trọng đến cái vấn đề về chất lượng rồi của sản phẩm cũng như mẫu mã bao bì để đưa ra thị trường. Với các sản phẩm 4 sao như tinh bột nghệ, tinh bột nano cucumin, nhãn quả tươi, chanh tứ quý, thịt gà Đông Tảo, đây là những sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp trung ương, cấp tỉnh đầu tiên trên địa bàn huyện Khoái Châu. Sau khi mà hợp tác xã được công nhận cái OCOP về cái sản phẩm thịt gà thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái tín hiệu tích cực. Sau gần 2 năm thực hiện chương trình OCOP, đến nay huyện đã có 11 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh.
Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 20 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, công tác tiêm vaccine được khẩn trương triển khai, trong đó hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022 và tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Cùng với đó, các địa phương triển khai thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm vaccine cho người có bệnh nền, người trên 50 tuổi. Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm an toàn, nhanh nhất có thể, tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm vaccine, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm thể đầy đủ, kể cả mũi tăng cường. Đặc biệt những người thuộc nhóm nguy cơ cao, truyền thông vận động người dân chủ động tích cực tham gia tiêm chủng an toàn và theo dõi sức khỏe sau tiêm theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, tổ chức tốt điều trị tại nhà, tại cơ sở cho người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ thấp và trung bình. Theo kế hoạch, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm, một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại Đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Thời điểm bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp. Sự kiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2022. Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 3 ngày qua diễn ra trong bối cảnh dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thay vì đi du lịch và về quê, nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà hay các hoạt động rèn luyện sức khỏe. Có thể thấy sau 2 năm đối phó với dịch bệnh, thói quen sinh hoạt, vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Lựa chọn cung đường vắng, thoáng đãng, hạn chế tiếp xúc đông người. Ngay từ sáng sớm, chị Ngọc Quyên và nhóm bạn của mình đã cùng nhau đạp xe, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa là hình thức giúp giải tỏa những bộn bề áp lực cuộc sống sau một năm làm việc vất vả. Do dịch bệnh tại Hà Nội bùng phát cao, chị Thu Hằng đã phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc cách đây vài tháng. Tuy vậy, trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương năm nay, hai vợ chồng vẫn lựa chọn ở lại Hà Nội, hạn chế di chuyển xa để đảm bảo sức khỏe phòng dịch. Mặc dù thì cũng rất là nhớ con và nhớ gia đình ấy, thế nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh ở Hà Nội cũng rất là phức tạp nên là thành ra là hai vợ chồng cũng quyết định là thôi dịp Tết này sẽ ở lại, đảm bảo làm sao sức khỏe để khi mà Tết âm này thì có thể là hy vọng là sẽ bình an về với gia đình mình. Ngoài lý do tài chính chưa ổn định hay không thể cân bằng công việc, lý do phổ biến khiến nhiều người không đi chơi xa dịp Tết Dương lịch năm nay là vì tâm lý lo ngại dịch bệnh. Sau 2 năm đối phó với dịch Covid-19, thói quen sinh hoạt, vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Sắp kết thúc học kỳ 1 năm 2021-2022, một số trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng đã bắt đầu tổ chức học trực tiếp, đảm bảo tiến độ học tập, nhất là cho lứa sinh viên năm cuối sắp ra trường trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Từ ngày 27 tháng 12, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020 học trực tiếp với các học phần thực hành, thí nghiệm và thực tập. Em là học chuyên ngành thì kỹ sư thì chuyển qua lại trường học thì sẽ tốt, hiệu quả hơn là việc học ở nhà online. Và thì đương nhiên là kỹ sư thì phải đụng máy móc chứ không thể nào ở nhà học online qua máy tính được, nên được đi học lại thì rất hiệu quả và phù hợp. Việc mà nhà trường xây dựng cái phương án cho các em quay lại học tập thực hành thí nghiệm, một phần là đáp ứng cái mong mỏi của các em. Nhiều em vừa cái kết quả vừa qua cho thấy thì khi nhà trường cho các em tự nguyện đăng ký thì cái số lượng mà sinh viên đăng ký quay lại mong muốn quay lại trường học tập là với cái số lượng rất là lớn, cho thấy rằng các em sau một thời gian dài học trực tuyến thì các em cũng mong muốn quay lại. Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chỉ triển khai học trực tiếp cho sinh viên năm nhất đang ở tại Đà Nẵng. Số lượng sinh viên đến trường khá khiêm tốn, trung bình mỗi lớp học chỉ từ 2 đến 5 sinh viên. Sau đó, giảng viên linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến ngay tại lớp học. Những sinh viên ở các địa phương khác hoàn toàn có thể theo dõi thông qua phương pháp này.
Hiện các trường cao đẳng đại học ở Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch tổ chức cho tất cả sinh viên đến trường học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trường hợp sinh viên không thể đi học vì lý do khách quan, nhà trường có kế hoạch cho đăng ký bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho sinh viên. Không chỉ tại Đà Nẵng, sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều địa phương cho học sinh trở lại học trực tiếp. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cho phép học sinh khối 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Tại Hà Nội, quận Đống Đa được xác định là địa phương có dịch trở về cấp độ 2, học sinh khối 12 có thể đi học trực tiếp từ ngày 4 tháng 1. Tại Cần Thơ, thời gian dự kiến học sinh đi học trở lại trực tiếp tại trường sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Theo lộ trình trở lại học trực tiếp tại trường, trong tuần đầu tiên là lớp 9 và lớp 12, tuần thứ hai sẽ là học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học. Tuần thứ ba là tất cả học sinh từ mầm non đến trung tâm giáo dục thường xuyên. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long dự kiến bắt đầu mở cửa trường học từ đầu tháng 1 năm 2022. Tiếp theo chương trình là những tin đáng chú ý khác. Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2022, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Tết dương lịch năm nay so với 3 ngày Tết dương lịch của năm 2021 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, dịp Tết, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 19.285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 22,65 tỷ đồng, tạm giữ 91 xe ô tô, 2.126 xe mô tô, tước 1.241 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 812 trường hợp và 4 lái xe dương tính với chất ma túy. Từ phát hiện và phản ánh của báo chí về vụ phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Để phục vụ cho hoạt động điều tra khởi tố vụ án phá rừng này, cần 400 triệu đồng nhưng kiểm lâm không có kinh phí nên đề nghị được hỗ trợ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ hoạt động khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định gần 103 triệu đồng, riêng kinh phí giám định mẫu gỗ hơn 284 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị xem xét hỗ trợ. Theo dự kiến, khi có đủ kinh phí, cơ quan chức năng huyện Hương Hóa sẽ lấy mẫu gỗ bị phá để giám định chủng loại gỗ, hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, qua các đợt kiểm tra ở các khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa, đã ghi nhận 89 cây gỗ bị đốn hạ, khối lượng gỗ quy tròn 140 mét khối. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã giao đơn vị liên quan nghiên cứu theo hướng sau năm 2025 dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ vành đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, Quốc lộ 5 vào trung tâm thành phố. Đề án này đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là số phận của 5,6 triệu chiếc xe máy sẽ đi về đâu. Nếu Hà Nội cấm xe máy, phương án giải quyết số xe máy đang có là thách thức đầu tiên. Bởi số phận của 5,6 triệu chiếc xe máy đang tồn tại ở Hà Nội sẽ đi về đâu? Nhiều người dân đặt nghi vấn hệ thống giao thông công cộng thủ đô sẽ đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhu cầu đi lại của người dân? 5 năm nữa thì các anh có nghĩ không? Những cái người sản xuất được xe máy, những cái nhà máy sản xuất ra xe máy đó rất nhiều. Thì số công nhân ấy đi về đâu? Làm gì? Những cái người phục vụ cho cái dùng cái xe máy để mà hàng ngày mà đi kiếm ăn ship chẳng hạn hàng vạn người, anh có tính cái chuyện này không? Hay là những cái xe máy thác rác thải, tức là xe máy quá rồi chứa hàng vạn cái xe máy, anh có tính cái chuyện này như thế nào không? Tất cả những chuyện anh phải tính. Thì bản thân tôi nghĩ là 5 năm không được. Số phận của 5,6 triệu chiếc xe máy đang tồn tại ở Hà Nội sẽ đi về đâu? Chúng sẽ đổ về các vùng nông thôn, các khu vực lân cận, hay chúng sẽ ra nghĩa địa giống như hàng triệu chiếc xe máy ở các nước? Nếu như vậy thì hậu quả đối với môi trường là rất lớn, cần có biện pháp xử lý thỏa đáng. Rõ ràng, để đi đến quyết định dừng hoạt động xe máy cần phải có nghiên cứu bài bản, khoa học, sau đó có đề án lộ trình thực hiện cụ thể. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.